Hôm nay mình sẽ chọn một bé thật đẹp. Đây bé xem, mình sẽ chọn bé hai bé Silky đực này. Một bé để ra để phối giống các bạn nhé. Đây. Đấy. Đẹp chưa? Lông rất là dài. Đấy. Hai bé Silky rất là đẹp. Đấy, lông dài đẹp chưa? Cái bé này mình chọn một bé để mình phối giống cho bé bên dưới các bạn nhé. Các bạn nếu yêu thích các dòng chuột lang hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nè, mình sẽ gạ cho một bé chui vào trong đây mình bắt được, vì dòng này rất nhanh các bạn nhỉ. Đấy, sờ tay thôi là đã chạy mất rồi, không thể bắt được luôn. Đấy, mình sẽ lùa các bé chui vào trong đây. Đấy, lùa chui trong ống này để nhấc ra cho nhẹ nhàng các bạn nhé. Đây các bạn nhé, mình đã bắt được một bé rất là đẹp để sang đây để phối giống rồi. Đấy, đây bé cái, đây bé cái này, bé Silky màu trắng này, mới cắn lông trụi lủi luôn. Đấy, sang đã sẽ được rồi đấy. Đấy, đấy bé này lông rất đẹp, nếu phối là con rất là đẹp đấy. Hy vọng không bị con trắng này cắn lông. Hôm trước con trắng này cắn lông trụi một con rồi. Lại đang gầm gừ mấy con đực bên cạnh này, không đạp mái đi. Đấy, bắt đầu săn đạp mái đấy. Đấy, đấy, đấy. Đấy, săn đạp mái đấy. Đấy. Đấy, săn quanh chuồng. Hy vọng sẽ ra được những bé baby đẹp các bạn nhé. Thôi để chúng nó tự nhiên. Hẹn các bạn trong các video tiếp theo nhé. Hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh để kênh phát triển hơn các bạn nhé.